Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm Amway của người tiêu dùng ngày càng tăng, đồng thời củng cố và gia tăng kết nối giữa công ty, nhà phân phối và khách hàng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ, sáng nay Amway Việt Nam khai trương siêu thị và trung tâm trải nghiệm Amway Experience Center AEC ngay tại Hải Phòng. Trung tâm Amway tại Hải Phòng được xây dựng theo mô hình hiện đại và trẻ trung, lấy cảm hứng từ các trung tâm trải nghiệm đẳng cấp quốc tế của tập đoàn Amway trên toàn thế giới. Tại mỗi trung tâm đều tích hợp siêu thị mua sắm, trung tâm trải nghiệm sản phẩm và văn phòng hội họp, mang đến cho nhà phân phối và khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, cơ hội tiếp cận với những sản phẩm chất lượng. Sự kiện khai trương Amway Experience Center nằm trong chiến lược đẩy mạnh và mở rộng đầu tư vào các trải nghiệm mua sắm, tạo ra không gian tiêu dùng hiện đại, thân thiện với nhu cầu của khách hàng. Trong 16 năm qua, thì Amway đã phát triển rất là vượt bậc ở tất cả các thị trường trên toàn quốc. Và Hải Phòng là bên cạnh Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của Amway, một trong thị trường trọng điểm của Amway tại khu vực phía Bắc. Và chính vì vậy là Amway đã quyết định chọn Hải Phòng là nơi đầu tiên để mở cái trung tâm trải nghiệm và mô hình siêu thị trong thời gian này. Và đây là một trong chiến lược mà Amway Việt Nam sẽ phát triển trong thời gian tới, khi chúng tôi sẽ mở rộng cũng như là mở liên tục các cái siêu thị và trung tâm trải nghiệm ở tất cả các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Bắt đầu từ sự đổi mới diện mạo thông qua 6 yếu tố tạo nên sức khỏe toàn diện, gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, bảo vệ hành tinh, kết nối cộng đồng, phát triển cá nhân và sức khỏe tài chính, Amway sẽ hướng đến nâng tầm chất lượng sống của mọi người với mục tiêu khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi đánh giá rằng cái thị trường Hải Phòng rất là tiềm năng vì sự năng động cũng như là sự phát triển của kinh tế ở nơi này. Do vậy, khi mà chúng tôi mở cái trung tâm siêu thị cũng như là trung tâm trải nghiệm tại Hải Phòng sẽ mang lại một cơ hội rất lớn cho tất cả các nhà phân phối, giúp nhà phân phối có thể phát triển cái sự nghiệp kinh doanh ở đây một cách rất là bền vững và thành công trong những năm tới. Sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, Amway từng bước chinh phục khách hàng, khẳng định vị trí với người tiêu dùng bằng những sản phẩm mang tiêu chuẩn toàn cầu. Với những thay đổi mang tính tích cực và toàn diện, Amway sẽ đánh dấu một chặng đường mới với chiến lược mới trong kinh doanh, đó là phân hóa chức năng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, xây dựng các cộng đồng chăm sóc sức khỏe cùng mọi người phát triển bản thân, đồng thời mang đến cơ hội khởi nghiệp, nâng cao kiến thức về sản xuất và kinh doanh cho nhà phân phối. Tất cả các chiến lược kinh doanh của Amway đều hướng tới mục tiêu được đưa ra từ những ngày đầu mới thành lập, giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.